Hello anh em, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu, đó là một cái mẫu T2. Cái mẫu T2 này là bên em đã bó càn đánh bóng rồi ha. Bó càn này, anh em thấy không? Cái nét này đã được bó đẹp, rất là đẹp rồi. Đấy, em thấy không? Đấy, thì nhà em bó, nhà em đã nghiên cứu làm sóng để ti cũng được này, và bản ốm cũng được. Đấy, khi em cầm đấy này, em cầm mặt giặt rất là ok ha. Tì này và ốm này, đấy ok ha. Đấy là cái mẫu mà bên em đã được bó bó cam đánh bóng rồi ha. Còn đây là cái mẫu chưa bó cam đánh bóng ha, chưa bó cam đánh bóng này, thì hiện tại đã được đánh bóng rồi, nhưng mà chưa được bó cam. Đây anh em, nếu mà anh em nhìn thấy thì anh em thấy rất là rõ ha. Đây đó, nếu mà được bó càn rồi á, thì tất cả các cái viên này này nó sẽ được vát đẹp, làm thứ nhất là làm cho nó thẩm mỹ hơn, thứ hai là nó đẹp hơn. Đấy, và thứ ba nữa quan trọng nhất là khi mình cầm ấy, mình cầm đến bản ấy, thì nó không bị cận cãi và không bị đau tay, không khi mình kéo thun là nó không bị cận cãi nơi chỗ mình tì ấy, và không bị đau tay. Đấy em thấy không? Đây, nếu mà nguyên bản của nó là như thế này, thì anh em, một đây anh em lấy cái loại bó càn đánh bóng thì em nghĩ là nó ngon hơn nhiều, và đấy là không được bó càn đánh bóng. Đấy, thì bên em vẫn có cái giá bó càn, không bó càn đánh bóng nhé. Còn cái giá bó càn đánh bóng ấy, thì anh em xem ở cái phần tiêu đề ấy, thì em cũng đã có rồi ha, em cũng đã cho rồi ở trên cái phần tiêu đề hoặc là ở dưới cái phần mô tả ấy. Đây, hiện tại thì có chặt 7.5 anh em nhé, chặt 7.5 có T2 ha. Đây này, khi anh em cầm đến ấy, thì rất là phê, cầm đến mới bị được cái độ phê của nó, nên nó chặt 7.5, có lỗ chắn thun anh em nhé. Này, có lỗ chắn thun này, và ốm và tì rất ok ha. Ok anh em, ok nha. Anh em nếu mà muốn đặt hàng ấy, thì anh em có thể là đặt hàng qua Zalo, qua Facebook, hoặc là có em có đăng trên Shopee ấy, thì anh em nào mà biết mua trên Shopee thì tiền cược nó rẻ hơn nhiều ha. Tiền cược ở trên Shopee nó rất là rẻ. Nếu như anh em biết mua trên Shopee ấy, thì anh em lên Shopee mua. Còn nếu không thì anh em liên hệ qua số điện thoại ở màn hình của em này, hoặc là ở Facebook hoặc là Zalo ha. Ok anh em, chúc anh em một đời săn vui vẻ nha. Và đây là cái T2 anh em chỉ cần nói cái T2 là em biết ha.